Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Sáng hôm nay đại chúng cộng tu từ 4 giờ đến 5 rưỡi giờ đây dân nhàn lên để chia sẻ cái buổi sáng hôm nay. Và hiện giờ là 5 giờ 36 phút sáng giờ Việt Nam, dân nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua giác nhàn được đọc ba cái điều thiết yếu của Ấn Tổ khai thị cho những người tu tịnh độ về lúc lâm chung. Khi đọc đến đây thì trong lòng bội phục Ấn Tổ năm vóc sát đất, và trong thâm tâm muốn khi nào đủ duyên đem ba cái điều này để chia sẻ với các bạn liên hữu. Ngày hôm nay thực sự là nó đủ duyên. Chúc mừng cho những người có mặt ở trong pháp hội hôm nay cũng như đang online trực tiếp trên toàn thế giới. Hoặc khi xong rồi cái đĩa này ra, nếu chúng ta gặp được
Chúng ta vâng lời Ấn Tổ khai thị ba điều thiết yếu để lúc bản thân mình cũng như gia đình, quyến thuộc, bạn bè, mình đem ba cái điều này mình chia sẻ. Đây là một cái tâm hạnh giúp cho một phàm phu để thành Phật. Công đức này lớn lắm. Nếu mình không có nương lời dạy của các vị Bồ Tát Tổ đi trước, mình làm nó chập mắt. Vì bọn phàm phu chúng ta là kẻ phàm phu, cho nên cái định hướng của mình để mà áp dụng cho đúng, để cho họ thành tựu được chí nguyện giảng sanh, mình không đủ khả năng làm điều này. Mà mình phải vâng theo lời dạy của Thánh Tiên Hiền, của các vị Bồ Tát đi trước. Họ có sự thành tựu rồi. Khi họ có sự thành tựu, mình bước theo cái bước đi lối mòn đường cũ của quý ngài thì mình sẽ có sự thành tựu. Trước khi nói ba cái điều quan yếu đó, Giác Nhàn có in ra hình có màu và làm 5.000 tấm để cho cái chủ nhật này. Lẽ dĩ nhiên cái đề tài này hôm nay nói cũng chưa có hết được. Phải là chủ nhật tới chúng tôi tiếp tục chia sẻ cái đề tài này. Trước khi nói cái điều này, chúng tôi minh định lại cái điều với con người mình sanh ra trong cõi này. Hay nói khác hơn, gọi là khi sanh ra trên cái nôi và chấm dứt trên nấm mồ là chết đi, thì không phải là hết. Mà sanh ra trên cái nôi cũng như chấm dứt trên cái mồ, đó là một đoạn đường của kiếp nhân sinh, tâm linh của con người dài vô tận. Tâm linh tức là nghiệp lực của họ. Nếu mà họ tạo nghiệp ác thì cũng như bà Thanh Đề phải đi xuống dưới cõi địa ngục làm loài quỷ đói. Những người nghiệp nhẹ hơn chút nữa làm loài súc sanh. Nhưng may thay sao chúng ta lại được làm con người ngồi đây. Có những người ngồi đây lại đủ lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đó là một cái phúc duyên thù thắng vô vàng của chúng ta. Khi quý vị mà được làm một con người không phải là đơn giản. Nhiều đời quý vị cũng có tích lũy thiện căn phước đức, nhân thừa của con người, cho nên đời này chúng ta lại được may mắn làm con người. Mà thọ mạng chúng ta còn, cho nên bây giờ đến đây chúng ta vẫn còn ngồi tại đây. Thì hôm nay chúng tôi lên chia sẻ cái đề tài này sẵn luôn, đó là liệm cô Hương Trúc, vợ của chú Quảng Tịnh. Thì chúng tôi theo dõi sát cái ca này. Từ khi ở Sài Gòn đầu năm chúng tôi xuống là bắt đầu chúng tôi thấy cổ ung thư là chúng tôi theo dõi rồi. Theo dõi là bởi vì thấy gia đình người này có tín tâm với Tam Bảo, nhất là rất là chân thành cung kính với Tam Bảo. Vậy cho nên chúng tôi theo dõi, khích lệ trợ duyên từ ở Sài Gòn lên tới cái nhà ở phía ngoài. Từ cái nhà bên ngoài đi vô tới phòng hộ niệm. Vô phòng hộ niệm trước khi chúng tôi tổ chức Pháp hội Vĩnh Nghiêm lại muốn nhào ra lại nữa. Vô khai thị nói miết, cuối cùng mới chịu ở trong này mà ra đi. Cũng đằng đẵng 8 tháng. Trong khi đó bác sĩ nói ung thư này là chắc cũng 5-3 tháng là chết rồi. Biết sao giờ gia đình có làm phước báu sao đó mà nó không đau đớn, rớt từng miếng thịt, ung thư ngực, không đau đớn. Họ trả quả mà không đau khổ. Trước khi chúng tôi nói đến cái ca hộ niệm này,
Và chút nữa quý vị sẽ ngồi đây được xem trực tiếp qua màn hình cũng như trên toàn thế giới xem cái ca này. Chúng tôi vô khai thị cũng như chư tăng vô để mà nhập liệm. Thực ra gia đình không phải giàu có cúng tiền của cho chùa nhiều mà chư tăng ưu tiên. Mà cái điểm mấu chốt của gia đình đó là cái tâm lòng thành kính đối với Tam Bảo lớn lắm. Chính nhờ cái phước báu thành kính này mà cổ không đi ra ngày thứ sáu, để phải là chủ nhật vừa rồi tổ chức Vĩnh Nghiêm thì làm sao có chư tăng ở nhà để mà ở tại tỉnh thất để mà nhập liệm rồi hộ niệm được. Tất cả những sự việc này không phải bỗng không, và không phải mình muốn mà được, mà mình gieo cái nhân trước, và sau đó rồi nó sẽ hiện hành cái quả ra. Cho nên chúng tôi nói với quý vị, hôm nay quý vị có mặt tại đây ngồi trong một cái pháp hội như vậy, không phải trong đời này quý vị gieo cái nhân, mà đời trước quý vị đã gieo một cái nhân tốt. Cho nên quý vị gặp được Tam Bảo bây giờ quý vị thấy thích thú. Thì đó là mình đã gieo cái nhân của đời trước, cho nên chúng tôi nói mình sanh ra trên cái nôi không phải là mới tất thì đó đâu, mà nó có nhiều đời trước. Cho nên ở trong cái bộ sách gọi là Tiền Thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Hòa Thượng Minh Châu Ngài tịch rồi đó, Ngài là hiệu trưởng trường Phật học Vạn Hạnh ở Sài Gòn, Ngài có dịch 4 cuốn là đời trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiều đời nữa, lúc làm heo, làm gà, làm chó, làm ngựa, làm đủ loại súc sanh, làm người, làm trời, cuối cùng mang một thân Bồ Tát hộ minh ở cung trời Đâu Xúc, nhập thai, xuất thai, thành Phật ở cung cõi này. Thì chúng ta tin cái luân hồi nó có, nghiệp báo nó có. Như vậy bây giờ mình làm sao? Mình đã có được một cái phước báo đời trước, mình đã gieo một cái nhân tốt để bây giờ làm một con người, mà con người này hiểu chánh pháp, tin chánh pháp. Thì bây giờ mình tiếp tục mình nhân tăng thượng duyên cái nhân con người này, gọi là chuyển cái nhân thừa nó bước sang cái Phật thừa. Chỉ có pháp môn tịnh độ mới giúp cho chúng ta là chuyển từ cái nhân thừa này đi thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc Phật thừa thôi. Còn những pháp môn khác thì chúng ta phải tự lực để bò, giống như con mọt nó đục từng khúc tre, mắt tre nó đục dọc. Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, thiên giác thừa, Bồ Tát thừa mới Phật thừa. Nó đục còn lại 6 mắt nữa. Mà phải trải qua cái thời gian ba đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà phải vào cái dòng sơ quả từ đời hoàng thì mới tính cái thời gian, chứ còn phàm phu như vậy là chưa tính. Còn bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho chúng ta cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, phát 48 lời nguyện, không phải là nó đi theo lộ trình từng mắt từng mắt từng mắt, từng cái cảnh giới nữa, mà mình gọi là hoàng siêu tam giới. Con mọt nó đục ngang cái ống tre nó ra liền. Nhưng chúng ta trong một đời này vượt ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, về thẳng Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có pháp môn tịnh độ nương nhờ cái Phật lực gia trì, chúng ta mới có khả năng trong một đời này vượt ra khỏi tam giới. Mà tam giới giống như nhà lửa, tam giới không an giống như nhà lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới giống như nhà lửa. Thì chỉ có pháp môn tịnh độ mới giúp cho chúng ta cái khả năng vượt hoàng siêu tam giới. Mà chúng ta có phần trong đó, có ngũ hình thập ác còn có phần mà. Nếu biết ngay tức, ngay bây giờ mình ngưng hết tất cả những điều khác, sắc sanh không sắc sanh, ăn mặn không ăn mặn, trộm cắp không trộm cắp, tà dâm không tà dâm, vượt không nói láo, uống rượu không nói lửa uống rượu, tham sân si buông xuống được, bắt đầu tạo tịnh nghiệp, nghiệp mới. Nghiệp này nó tương ưng với cảnh giới cực lạc. Ngay vua A Xà Thế phạm ngũ nghịch giết cha hại mẹ mà ông vẫn ăn năn sám hối, và ông tạo tịnh nghiệp, gói gọn những cái nghiệp cũ mang về cực lạc. Nó không có trả quả báo nữa, nó tiêu từ từ ở trong đó. Còn nằm trong tam giới là còn trả quả báo.
Và đây là những cái lời thống thiết mà chúng tôi đọc văn sao, chúng tôi nói ra để quý vị nên chân thật vâng lời làm theo. Chúng tôi không có lừa dối quý vị đâu. Mà cái việc mà sanh tử là sự đại, nhưng mà nói cho rõ nữa là tử sanh mới là đại sự. Sanh ra rồi chết đi là việc lớn, phải giải quyết cho được. Bên Thiền Tông là người ta đạt được cái trình độ gọi rằng là thâu thần tịch diệt. Muốn ra đi lúc nào ra đi, triệt ngộ, thấu suốt nguồn tâm, sống với cái pháp thân huệ mạng, chứ không có dính kẹt trong cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Họ tự tại họ ra đi. Thì Ấn Tổ kêu tìm con người này đối với thời đại hôm nay khó như lông con rùa mà sừng con thỏ. Khó. Con thỏ làm gì có sừng, con rùa làm gì có lông, khó. Còn đối riêng đối với những người tịnh độ đại sự, người ta xong là người ta biết ngày giờ vãng sanh, biết 3 năm, 5 năm, 10 năm gì đó. Đức Phật chưa cho họ đi, chưa rước họ về để họ làm biểu pháp như Ngài Hải Hiền. Còn bên Mật Tông thì người ta trì chú đạt được tam mật tương ân, tức thân thành Phật. Mà thân thành Phật là thân sâu, chứ không phải trong đời này họ 32 tiếng tốt, 80 vẻ đẹp từ cái thân này thì không có rồi. Tức là giải quyết đại sự sanh tử xong. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là sanh tử, sanh đã sanh rồi, chết bây giờ không biết đi đâu. Nhưng mà chết đi đâu mới gọi là quan trọng, gọi là tử sanh mới là đại sự. Tử là chết rồi mình đi đâu mới là quan trọng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atula hay Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, đi đâu mới là quan trọng. Mà cái đi đâu này không phải là Thượng Đế có quyền quyết định can thiệp vào chuyện này được, mà bản thân chúng ta là người quyết định. Tạo ra cái nghiệp gì nó tương ưng với cảnh giới đó. Tham thì nó tương ưng với ngạ quỷ, sân thì nó tương ưng với địa ngục, si mê nó tương ưng với súc sanh. Vẫn còn thiện, vẫn còn ác, mà tâm vẫn còn ái nhiễm cái trần thế này. Phước làm người còn không phạm năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Giữ chuẩn năm giới 10 điểm đời sau làm người, làm 10 điều thiện, sanh về cõi trời. Tu tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, sanh về cõi thanh văn, tứ quả thanh văn. Tu 12 nhân duyên đạt được, đạt được cái quả duyên giác. Tu lục độ đạt được cái quả Bồ Tát. Từ cái cấp độ Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, bắt đầu bước lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái lộ trình mà 10 cảnh giới, gọi là thập pháp giới tướng bên ngoài, nhưng mà trong tâm mình nó cũng có thập pháp giới tánh trong đó. Pháp giới tánh này nó tương ưng với cái pháp giới tướng nào thì khi bỏ báo thân này nó phải đi vào trong đó. Nhưng mà đặc biệt cái pháp môn tịnh độ, nếu nhiều đời đã tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, cái đời này mình gặp một cái duyên đó nó tạo cho mình một cái ác nghiệp, như ông Trương Thiện Hòa là giết heo cả một đời, nhưng mà cái lúc ông ra đi cảnh giới địa ngục hiện ra, ông sợ quá, bèn có các vị thiện hữu chư thức đến khai thị. Quan trọng là thiện hữu đến khai chư thức khai thị. Đời trước ông có tích lũy thiện căn phước đức, nhưng mà đời này ông quên mất. Thì khi khai thị cho ông nghe được như vậy là ông mới phát tâm, ông niệm Phật, cảnh giới địa ngục tan biến và ông vãng sanh. Thì những người mà một đời này sát sanh tạo nghiệp, mà lúc lâm chung gặp thiện hữu chư thức niệm Phật được vãng sanh là căn lành của họ, tích lũy thiện căn phước đức nhiều đời. Một đời này cái nghiệp báo đó so với nhiều đời trước cái nghiệp thiện, thì cái nghiệp báo một đời này đem ra cân đo đong đếm nó không có bằng với những cái thiện nghiệp, tịnh nghiệp đời trước. Cho nên nó mới chiêu cảm gặp được thiện hữu chư thức. Mà nếu mà chúng ta mà trong đời này mà bắt chước theo ông Chuyên Thiện Hòa, hoặc bắt chước theo những người mà người ta tạo nghiệp ác mà người ta vãng sanh được, thì chúng ta làm không nổi.
Vì biết đâu nhiều đời chúng ta đã tạo ác nghiệp, đời này nó chiêu cảm chúng ta tiếp tục tạo ác nghiệp nữa, thì thiện hữu chư thức đến khai thị cũng không có thể giác ngộ nổi, không tin câu Phật hiệu nổi. Cho nên tốt nhất là bây giờ phải ngăn chặn điều ác, dứt điểm, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện. Nếu mà thực sự làm được như vậy thì cuộc đời chúng ta rất hạnh phúc, an vui, nghèo mà nó an vui trong đó. Cho nên hôm nay chúng tôi Linh muốn nói cho quý vị hưởng hữu có mặt tại cuộc đời này, không phải là mới sanh trong một đời này, mà nhiều đời chúng ta đã luân hồi sanh tử, khổ đau không biết bao nhiêu rồi. Đức Phật nói nếu mà nước mắt mình nó có cái chỗ để mà nó chứa, nó đông, nó đựng, thì nước biển đại dương không nhiều bằng. Vì mình quá khổ từ vô lượng kiếp đến nay, cho nên cái nước mắt nó nhiều hơn biển cả đại dương, là mình biết mình khổ cỡ nào. Cho nên có một cái bà cụ đó, bà khổ vì con. Con về xài xẻ bà cụ quá chừng, nấu ăn nấu uống cho con cháu rồi, mất nợ nó cái gì không biết, đời trước mà về nó xài xẻ, nó nói nặng nói nhẹ. Bà khổ quá khổ, bà lên chùa bà gặp vị thầy, bà nói thầy ơi con quá khổ rồi, con khổ không nói nên lời, con nó xài xẻ, nó mắng giết con, nó làm con như con ở. Vị thầy này ông có công phu, ông nói thôi giờ bà bán cái phò khổ cho Phật A Di Đà đi. Thì bà hỏi giờ bán làm sao, thì kêu bây giờ bà đừng có nghĩ cái khổ nữa, mà bà cứ niệm Phật đi, là bà bán cái khổ đó cho Phật. Bởi vì bà còn nghĩ cái khổ, bà còn dính cái khổ, bà còn chấp cái khổ đó, cho nên thành ra nó mới làm bà khổ. Nếu mà bây giờ bà niệm Phật bà quên cái khổ đó thì làm gì nó có khổ nữa. Cái chuyện nó nói nó đã qua rồi, bà nghĩ lại nó mới khổ. Chứ nếu mà bà bán cho Phật là bà cứ A-di-đà Phật thì làm gì có cái khổ đó nữa. Bà nghe cái tự nhiên bà giác ngộ. Nhưng mà cái công lực của vị thầy này, sở dĩ ông nói mà cái bà cụ này giác ngộ là ông có công phu. Thì bà già này về nhà làm lụng, con nói chữ gì cũng A-di-đà Phật trong tâm, anh niệm xuyên suốt 3 năm sau bà ngồi và vãng sanh. Mình không dám bán cái khổ này cho Phật, mình cứ bo mình giữ thì đáng đời, đúng không? Ráng chịu thôi. Nếu thực sự mình chịu bán thì chịu bán tức là mình nhường cái khổ, cái pháp trần phiền não này, chuyển đổi cái tâm trạng từ cái ý niệm khổ này sang tâm trạng niệm Phật, thì cái tâm trạng khổ này nó sẽ nhường cho tâm trạng niệm Phật. Bước đầu mình chưa có cái công phu, nó niệm cà trầy cà trật, khổ vẫn kéo đến, nhưng mà từ từ cái nồng độ nó giảm lần lần, như con gà mình nhốt trong cái chuồng, nó chạy vòng vòng mệt nó cũng nằm chỗ. Cái phiền não mình nhốt ở trong câu Phật hiệu, từ từ bắt đầu nó, cái sức công phá của câu Phật hiệu nó từ từ bắt đầu nó tiêu đi, cái sức nghiệp lực của phiền não tham sân si mạng, khổ đau từ từ bắt đầu nó tiêu từ từ trong đó. Muốn tiêu nó phải hàm dưỡng vài chục năm. Nhưng mà may thay cái pháp môn tịnh độ này, nó không cần mình phải tiêu sạch kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc, mà nó chỉ có phục, nó đè phục được. Nó khởi lên nhưng mà nó không có làm cho mình khổ. Câu Phật hiệu đóng vai chủ động nữa, chứ không phải phiền não đóng vai chủ động nữa. Ai nói cái gì, ai dục mạ mình, ai làm như thế nào, nó cũng trơ trơ như lá sen, nước đổ lá sen, nước đổ đầu dịch, nó không có dính được nữa. Chỉ có câu Phật hiệu mim mim mật mật như con nhớ mẹ, nó ở trong đó, vẫn sống trong cái cảnh này, vẫn là con người ăn uống sinh hoạt, nhưng mà cái tâm thức họ đã nâng cao cảnh giới rồi. Còn ai muốn ở trong cảnh giới hơn thua tranh giành lương lẹo dối trá, dâm tâm xuất hiện, thì mình cứ sống trong đó thôi. Chắc chắn là phải khổ, mang tâm trạng này là phải khổ. Đó là chúng tôi nói sơ trước, xong giờ chúng tôi nói cái ba cái điều thiết yếu. Hôm nay giảng chủ nhật sau giảng, ngày chủ nhật sau nữa,
Còn lại những chủ nhật chúng tôi nói cho nó hết ba cái điều thiết yếu. Vì chúng ta tu tập mà lúc lâm chung chúng ta không nắm những cái điều thiết yếu của tổ dạy, đôi khi chúng ta làm nó trật lắc. Cái giây phút đó mới là giây phút quan trọng. Lúc lâm chung là cái lúc mà gọi là kết cuộc. Cái nhiều người bình thường họ tu rất là tốt, nhưng mà lúc lâm chung đó rồi không có cái hoàn cảnh tốt, con cái tới nó phá chánh niệm đó. Nếu mà cái người mà người ta tự tại biết ngày giờ vãng sanh thì những người khác không thể phá chánh niệm họ được. Lúc đó có Phật lực bảo trì gia hộ cho họ, đưa họ đến một cái nơi an toàn. Hoặc giả họ ngồi trong phòng họ đi, không ai phiền họ được hết. Còn nếu mà chưa biết ngày giờ thì bắt đầu là nhiều cái nghiệp báo nó lôi kéo, nó đưa mình đến gặp oan gia trái chủ sống, oan gia trái chủ chết, nó phá quý vị, không giữ chánh niệm được. Nên khi chúng tôi đọc vô ba cái điều thiết yếu này, chúng tôi giật mình. Giật mình là mình hướng dẫn cho người ta tu trong cái lúc hiện thời, nhưng mà không có nói về cái vấn đề trợ niệm, cho nên lúc đó họ thất bại, uổng. Mùa vụ của mình gieo mạ rất tốt, bảo dưỡng cái cây lúa rất tốt, bắt đầu khi nó ra hoa, ra trái, ra hạt rồi mình bỏ bê, không biết cách để mà mình thu hoạch được. Bình thường mình tu tập rất là tốt, cái lúc lâm chung mình không chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng, con cháu vô nó phá chánh niệm mất. Lúc đó nó khởi tiếng khóc lên một cái là mình chịu không nổi. Cái quyến liếng đó nó bắt mình phải chui vô bụng mẹ lại, chui vô bụng người lại. Cái giao thời này là quan trọng. Đại sư Ấn Quang khai thị ba điều thiết yếu lúc lâm chung. Hôm nay chúng tôi lấy những cái lời khai thị của Ấn Tổ để cho các thầy, các sư cô yên tâm. Cái này không phải tự ý chúng tôi phát lên. Chúng tôi chỉ phân tích cặn kẽ kỹ càng để cho quý vị có niềm tin vô lời Ấn Tổ thôi. Nên vừa rồi có cái cô Mai mà có hay đi phóng sanh, mua cứ mỗi lần Vĩnh Nghiêm tổ chức pháp hội là 100 triệu phóng sanh, là mấy cổ phát tâm đi mua. Cổ nói quý thầy, nghe thầy giảng văn sao mấy thầy thích quá, mấy thầy xin văn sao tâm biên còn không? Kêu hết 5.000 bộ là 10 cuốn, 10.000 cuốn hết rồi. Đang chuẩn bị in ra 10.000 cuốn tục biên. À, có thể làm pháp hội Vĩnh Nghiêm sắp tới. Pháp hội Vĩnh Nghiêm sắp tới đó là sẽ tặng cho mấy Phật tử. Chỉ làm thêm được cái máy, trong đó có nhiều cái file văn sao trong đó. Trên pháp hội Vĩnh Nghiêm tới là tặng cái máy với cái cuốn tục biên. Còn tam biên lúc trước in về không mang xuống đó tặng được, dưới đó nó đông người quá, với hai nữa trên này cho nó vừa hết rồi, vừa đủ à. Chứ 10.000 cuốn đợt sau thì có thể tặng được ở Vĩnh Nghiêm pháp hội kế tiếp. Một số các thầy nghe chúng tôi giới thiệu xong rồi các thầy hoan hỷ thích cái bộ văn sao Ấn Tổ. Mà để đọc mà thâm nhập được cái văn phong của Ngài thì phải có hành trì. Chứ đọc để mà nói không thì nó không vô được. Vô không vô cửa được, đứng ngoài cửa chơi. Đọc để nói, hoặc giả mà đọc để nghiên cứu. Không có chân thật cung kính tha thiết như 10 điều đọc sách thì không có vô cửa nổi. Nhìn thấy như một đống giấy lộn, đóng giấy bán ve chai chơi, không vô được. Khi nó vô được rồi là một chữ một câu là nó thấm đến tận tim can mà, thấm đến tận cái tâm tủy mình. Chúng tôi nói như vậy để những người có bộ văn sao đừng có xem thường. Ngài không phải là người bình thường đâu. Bồ Tát quá thân. Một lời nói của Ngài không phải là đơn giản đâu. May thay hôm nay quý vị vô ngồi nghe chúng tôi, cảm xúc được bộ văn sao chúng tôi nói để nhen nhúng cái niềm tin cho quý vị. Vì cái tâm trạng quý vị nó còn non, mới vô 5-3 năm, dầu 20-30 năm nó chảy lòng vòng, chưa đi vào cái tâm của tịnh độ nổi, cho nên mình đọc những cái văn phong của các vị tổ nó ngán, thấy nó không có ý vị gì.
cần phải cần có những vị thiện hữu tri thức, người ta đi trước, người ta nhắc nhở mình từ từ, bước từng bước một, dựa tường đi lần lần mình mới vô nổi. Nếu mình là Phật Bồ Tát Thánh Hiền vì nguyện lực thì khỏi phải bàn, đọc vô lời Ấn Tổ là nó tương ưng, khỏi phải bàn. Còn chúng ta là phàm phu thì cần phải có ăn cơm có canh, tu hành có bạn, còn có thiện hữu tri thức nhắc nhở. Điều thứ nhất, phải khéo khai thị an ủi, khiến cho bệnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tính, tha thiết khuyên bệnh nhân buông bỏ tất cả, nhất tâm niệm Phật. Nếu có dặn dò việc gì, bảo họ mau dặn dò. Dặn dò xong, bảo họ không nên nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ đến ta sắp theo Phật sanh về cõi cực lạc. Nhất tâm chí thành niệm Phật, Ngài đích thân đến tiếp dẫn, liền vãng sanh. Đó là cái điều thứ nhất giờ chúng tôi phân tích. Phải khéo léo khai thị an ủi họ. Thì cô Hương Trúc này, khi chúng tôi xuống Sài Gòn, hai vợ chồng làm cái gì cũng nghĩ đến Tam Bảo. Cái nhà nó ọp ẹp nằm trong chợ, mà trong chợ đó thì nó hôi hám, thịt thà nó bán nhỏ hẹp. Phát cái nguyện lên nói làm sao con có tiền được, con mua cái nhà rộng rộng ở chỗ khác, để chứ mấy thầy đi xuống Sài Gòn có cái chỗ để mấy thầy đến nhà con nghỉ ngơi, làm cái bàn Phật trang nghiêm, rồi mấy thầy có công phu cho ấm cúng. Hai vợ chồng cũng nghĩ đến mấy thầy Tịnh Thất Quan Âm không? Nhờ có cái tâm lượng nó rộng lượng vậy, sao cái làm ăn được, mua cái nhà bên ngoài, không có nằm trong chợ hôi hám. Chúng tôi có xuống cái nhà đầu tiên trong chợ mà hôi hám, nhỏ hẹp, cũng được như tâm nguyện. Rồi mua chiếc xe cũng nghĩ đến làm sao có chiếc xe mấy thầy đi xuống để chở mấy thầy đi Phật sự, cũng nghĩ đến với thầy nữa. Thì cũng mua được chiếc xe 4 chỗ Toyota, lòng rất là cung kính. Khi chúng tôi xuống thì nghe là bị ung thư, cô này quyết định không đi xạ trị, không có chữa, không có gì hết trơn. Bác sĩ nói giai đoạn cuối rồi. Thì chúng tôi mới nói thôi bây giờ, chắc cũng 5-6 tháng trước, chúng tôi nói thôi bây giờ con lên Tịnh Thất. Bây giờ cái xứ lạnh mà ở trên đó là cái phát tác ung thư nó lâu hơn, cái xứ nóng nó sẽ phát tác nhanh. Bây giờ buông hết để cho chú Đức An còn đi học dưới này thì chú Quảng Tịnh lo đi, con nghe lời thầy đi, lên trên này. Nghe xong bèn quyết định tối lên liền. Lúc đó còn ăn uống sinh hoạt bình thường, nó chưa có vỡ ra, nó chưa có rớt từng miếng thịt ra. Khi lên trên này xong rồi vẫn còn ở bên ngoài cái nhà. Thì khi chúng tôi qua đó thì hai lần, lần trước thì kêu con muốn ở nhà, chưa muốn vô phòng hộ niệm, thì chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng lần thứ hai chúng tôi thấy nghi kịch nặng à. Chúng tôi hỏi bây giờ còn quyến liếng gì không, kêu còn quyến liếng cái chú Đức An, đứa con. Kêu nếu mà ở nhà đây thì nó cứ chạy tới chạy lui, con nhìn nó con không có qua khỏi nó được, không thể buông nó được. Cái sức định mình niệm Phật kém, không có đại chúng hỗ trợ, thì con ở đây là nguy hiểm. Nghe lời, vâng lời. Mà lúc đó nói phải an ủi khuyên lơn, nói phải trái đúng sai. Nói thí dụ như là con quyết định mà chữa bệnh để cho nó hết, thì thầy không kêu con vô phòng hộ niệm chi đâu, con đi chữa bệnh thôi. Mà bây giờ con đã quyết định không chữa bệnh nữa, biết ung thư là giai đoạn cuối, không thể nào vượt qua thọ mạng mình đến đó thôi. Cái hạn sử dụng của con đến nay là 28 năm chứ không thể hơn được nữa. Dầu cho làm phước gì đi nữa, nó chỉ là tương lai, chứ hiện tại này nó không chuyển được cái quả báo của thọ mạng hết, chuyển không nổi. Làm phước dữ lắm, phóng sanh ở Bạch Đằng. Người phân tích an ủi nói gần như là năn nỉ. Thì cổ thấy phải trái đúng sai rõ ràng. Bây giờ hỏi thiệt, con ở tại đây con quyến liếng chú Đức An, khi thọ mạng con hết rồi, con có ở chung với nó được nữa đâu. Mà khi mà tham luyến như vậy rồi, một là làm loài người, nếu mà còn phước báu, còn không thì làm loài súc sanh rất là khổ.
Hiện tại chú Quảng Tịnh với là mẹ chồng của con là lo được cho chú này thì con còn gì đâu nữa mà lo. Nhưng mà đặc biệt hai vợ chồng chú này cái gì cũng hỏi đến mẹ. Một mực chuyện tốt, chuyện đúng, chuyện sai, chuyện phải, chuyện trái, chuyện gì cũng hỏi đến mẹ. Đến hôm qua chúng tôi nói thôi ở chùa có cái hòm nó không có đẹp như bên ngoài thì thôi lấy cái hòm ở chùa đi. Thì chú con kêu thôi để con hỏi mẹ con đã. Nó quen à. Thì hai mẹ con chạy xuống ở dưới Đức Trọng thấy cái hòm nó không có đẹp bằng cái hòm Tịnh Thất mà 20 triệu. Anh mới gọi anh kêu thôi hòm ở dưới này 20 triệu mà không đẹp bằng hòm ở Tịnh Thất, để lấy 20 triệu phóng sanh làm phước cho Hương Trúc. Thôi lấy cái hòm ở chùa nghe. Anh kêu ừ được. Tôi nói từ đầu rồi mà. Cho nên hòm ở chùa đẹp lắm. Ngăn dài bữa giờ đây giảng sanh có hòm ở chùa khỏi mua nha. Người này có hiếu cho nên cái gì cũng hỏi mẹ. Tuy rằng mình giỏi gì mình biết đúng 100% mà cũng nhờ cái hồng phước của mẹ. Hỏi mẹ rồi nếu mà đúng sai gì mẹ cũng có cái niềm vui trong đó. Người con nó tôn kính mình. Dầu cho mình giỏi mình thấy 100% đúng như mình hỏi mẹ mình tạo một cái niềm vui để mình trả hiếu. Dầu người trò đó thấy 100% là đúng rồi phải hỏi người thầy đó một tiếng. Là người thầy đó thuận theo cái người trò đó để làm người thầy cũng vui. Hiểu cái tâm trạng đâu á. Cũng như người em của mình hỏi mình, tuy rằng nó là đúng rồi, nó hỏi ý kiến mình thấy ý kiến nó là đúng, tự nhiên nó vui. Rồi lỡ mà mình có thất bại thì họ cũng thấy mình hỏi họ trước một lời rồi cái họ sẵn lòng họ giúp mình. Chứ còn không nó kêu có nghe tôi nói, tôi có nghe nói gì đâu, tự ý tự làm tôi có biết gì đâu, giờ hỏi tôi làm gì. Cái thất bại mình là chỗ này, cái ngông nghênh nghênh mình là chỗ này, cái cứng cỏi ngã mạn mình là cái chỗ này. Mà mấy cái người cứng nó thì rớt. Như cái răng nó cứng nó rụng, cái lưỡi nó mềm nó còn. An ủi khen lơn năn nỉ. Cuối cùng lên lại trên này rồi. Cứ đòi về, 6 ngày ngủ không được, thở không nổi nữa. Kêu thôi đi về chữa bệnh. Nó kêu này sao kỳ vậy hả? Lúc trước quyết định không chữa bệnh mà bây giờ là cái cớ gì mà đi chữa bệnh. Bao nhiêu người ta ở bên ngoài, người ta không có quen biết gì Tịnh Thất, người ta vô đây là người ta đi nhẹ nhàng. Cái này con biết Tịnh Thất đến gần 10 năm nay rồi. Biết đến thầy, biết đến hộ niệm cũng đi hộ niệm cho người khác rồi. Vô tới trong này xong rồi bây giờ lại đi ra đi về. Cái phòng đặc biệt này để dành cho con bao nhiêu ngày tháng, vô đây cũng là 20 mấy ngày, gần cả tháng rồi. Mà không biết làm sao cái phước báu của cô này nó duy trì cái thọ mạng để mà cổ niệm Phật hay thiệt. Mà đặc biệt những người này là người ta phải hôi thối. Lỡ từng miếng thịt nó rớt ra, mà nhất là cô Liên Tiến đầu tiên chúng tôi hộ niệm sau cái ca của sư cô Quảng Phước là nó hôi kinh khủng. Nó hôi không thể tưởng tượng, mà đúng là không có con gì nó hôi bằng con người. Nó hôi kinh khủng, nó hôi mà nó tanh, mấn mửa. Tinh thần mà yếu là ọe ra mửa ngay tức khắc. Mà cô này vô không nghe một chút mùi. Cái ngực mình nó hoại tử là vệ sinh gì đi nữa, sạch sẽ gì đi nữa, nó có mùi thối từ trong nó ra, chịu không nổi. Ai cũng xa tránh. Cô này người ta lại ngồi không thấy mùi hôi. Cái này chúng tôi không phải năng cách hóa nói nó quá đáng, mà đúng sự thực là chúng tôi có mặt chứ không phải nghe mấy thầy nói lại. Vô phòng hộ niệm đó 2 lần lúc cổ vô, rồi cái nhà cổ ở dưới này 2 lần, ở dưới Sài Gòn 2 lần, tổng cộng 6 lần mới đẩy cổ vô đây được. Trước khi đi Vĩnh Nghiêm cổ đòi đi về, cái mặt có một đống, cứ niệm Phật cái gì mà ngủ không được, thở không nổi, giờ làm sao cho con thở đi. Nói mà gần gần vậy kia bây giờ con về nhà con có thở được không? Đã ở trong này nó thở không được là về nhà cũng thở không được. Chứ phải ông trong này không có không khí đâu. Giờ muốn về thì về chứ ai cản gì đâu. Mà về qua đó là nó mất ở bên ngoài đó là kẹt à. Không có ai hộ niệm à. Về đó nghĩa là dính đứa con trong đó nữa là thôi xong luôn à. Cái nói một chập an ủi xong cái là gật đầu. Kêu nhìn thầy cười cái coi. Cười hết nổi. Bởi vì 6 ngày nó khó chịu trong người nó muốn đi về rồi. Cuối cùng thì hoan hỷ ở lại. Ở lại từ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, khuya thứ ba là đi có mấy ngày. Chứ ra ngoài là đi ở nhà. Có nhiều người á,
hộ niệm suốt như vậy. Ban hộ niệm vừa đi ra tới cửa, lên lên xe cái đi cái là chết mất. Sao cái lúc hộ niệm nó không chết nè? Cái tâm trạng người đó, người ta không muốn vãng sanh, cho nên nó không có tương ưng với cái ban hộ niệm. Họ muốn sống lại, họ muốn hết bệnh, mà thọ mạng hết họ chết, mà họ không, cũng không gặp được ban hộ niệm nữa, là bởi vì họ không có hết lòng hết dạ với ban hộ niệm. Và bình thường họ không chịu hộ niệm, cho nên lúc đó họ không kết cái nhân để hộ niệm. Và lúc đó có ban hộ niệm đến mà vẫn không giúp nổi, nhân quá kém, nhân quá kém. Gia đình của cổ là cúng kiến hộ niệm ở đâu, nhất là người mẹ là hộ niệm suốt luôn. Cho nên bây giờ nó ra được cái hoàn cảnh này, đó là người con mất trong cái hoàn cảnh tốt. Chúng tôi sắp xếp sáng nay là nhập liệm xong, là ngày mai thứ bảy để ngày chủ nhật chúng tôi giảng xong, là chiều chủ nhật 1:30 đưa đi, cả đạo tràng đưa đi, giống như thân phụ chúng tôi đưa đi ngày chủ nhật. Mình muốn có những cái nhân, cái quả nó tốt như vậy, bây giờ mình phải làm cái nhân. Chịu khó đi hộ niệm, chịu khó in sách hộ niệm, chịu khó nấu ăn cho người hộ niệm, làm từng chút gieo cái nhân đó. Thì đến khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, thọ mạng hết, thì chúng ta tự nhiên cái quả nó sẽ xuất hiện. Còn nếu mà không đủ duyên như gia đình của chú này, giàu cho có của giàu có đi nữa mà cúng bằng cái tâm không cung kính, không hộ niệm người mẹ, không có lo cho tâm bảo, hết lòng hộ niệm thì ra đi, cái lúc chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm thì thôi chịu chết. Ai mà ở đây để cho mà làm, để nói những cái hoàn cảnh này để cho đại chúng trong này ngồi hoan hỷ. Nếu mà hôm trước mà cổ về dưới kia thì chúng tôi hôm nay cũng không nói gì được cổ, đâu có nghe lời mà cũng đâu có cái biểu pháp gì để nói đâu. Hôm nay chịu khó, chúng tôi an ủi vỗ về, chịu khó ở lại chùa để mà ra đi. Chúng tôi về cái suy nghĩ trong lòng, cái có phải mình đưa họ vô cái con đường cùng, họ muốn về chữa bệnh mà mình không cho họ đi chữa bệnh, như vậy mình có phải là cắt ngang cái thọ mạng? Suy nghĩ chập kia không phải. Thọ mạng này nó hết rồi thì chỉ còn nương cái pháp thân huệ mạng về với Phật, rồi đọc vô ở trong văn sao, đọc vô những cái lời khai thị của Ấn Tổ, ba điều thước yếu là mình chắc ăn, là mình khuyên họ không có, an ủi họ, khuyên họ ở phòng hộ niệm không sai lầm, chắc chắn không sai lầm. Thọ mạng đã hết thì ra ngoài cũng chết, mà cái chết ở bên ngoài nó không có hoàn cảnh, nó không có tốt đẹp bằng ra đi tại trong cái tịnh thất có ban hộ niệm, có long thần hộ pháp gia trì, có bà cụ bà ở đây bao nhiêu năm đi xuống tới Phi Nôm xe tông cái rầm cái chết mất. Cho nên mình muốn gieo cái nhân mà để lúc mình chết mình ra đi có ban hộ niệm, thì bây giờ mình phải hộ niệm, khuyến khích người hộ niệm, bắt buộc phải làm cái nhân này, thì lúc quý vị ra đi nó mới có được cái quả báo tốt. Cái người mà lúc ra đi mình an ủi mà mình nói cho họ nghe, nó phải có nhân duyên lớn lắm. Cũng như một số những người ở đây ra đi cái lúc chúng tôi phải đi Phật sự, hoặc ở dưới kia, ở dưới khu chuyên tu không có lên để mà khai thị được. Nhưng mà hôm nay có thầy Nhật Nguyện, một số thầy Nhật Nguyện, mấy thầy cũng giỏi, mấy thầy tốt. Nhưng mà riêng cái cô này, thầy Nhật Nguyện, ông bên Mỹ về là ông cạo đầu, nhìn mặt mày hoan hỷ, nhưng mà ông nói không nổi. Thầy Nhật Nguyện ông nói có cái im im, con không trả lời cho dấu nghiệp về. Thầy Nhật Nguyện kêu, thôi bây giờ phải nhờ thầy lên sao giải quyết. Thì cái duyên chứ không phải chúng tôi tài giỏi gì. Đem hết lòng chân thành cung kính họ, mình an ủi họ, tự nhiên họ nghe cái lời mình là đúng, không có gạt gẫm họ, họ chịu. Cái lúc đó họ nói mình đang gạt họ, bắt ở trong này cho họ chết sớm. Cho nên mình ra Ấn Tổ dùng cái là phải khéo léo khai thị an ủi họ. Lúc đó là họ tinh thần nó bắn loạn, nó không có
chủ động, nó không có định tĩnh được. Thì bây giờ mình phải làm sao để họ an định lại được, chỉ cho họ rõ, họ biết những cái gì, những cái phước họ làm mình kể ra cho họ nghe. Không nên nói những cái tội của họ, lúc đó họ bám vào cái tội họ sợ sệt là nguy hiểm. Lúc đó chỉ nói những cái phước để họ khởi được tín tâm. Cái phước báu của con lớn lắm mới được vô nằm trong cái phòng trợ niệm này. Biết bao nhiêu người, người ta muốn mà không được. Bây giờ bên ngoài hằng hà sa người chết một ngày, bao nhiêu cái bệnh viện trên toàn thế giới này họ chết một cách đau đớn, vừa cột tay cột chân, chích thuốc, mổ xẻ, biết bao nhiêu cái lỗi chết mà họ phải đọa lạc. Bây giờ con ngồi nằm ở trong này nghe được câu Phật hiệu ở trong tâm bảo để mình ra đi, thì cái phước báu gì mà bằng nữa. Mà mình không nhậm cái phước báu này, bây giờ mình lại bỏ, đập đổ đi, mình ra đi. Nghiệp nó báo, nó lôi kéo mình như vậy. Nghe lời thầy đi, thầy không có lừa gạt con đâu. Năn nỉ an ủi, nói hết lòng, nói nặng, nói nhẹ, nói nghiêm, nói từ, nói đủ kiểu, rồi bắt đầu mới gật đầu. Thì lúc đó mình phải thực sự là an ủi bằng tấm lòng chân thật, không một chút lợi vụ. Không phải là con ở đây đi, nhà con giàu quá rồi, con mất rồi, rồi con để lại tài sản cho chùa. Thì nếu mà khởi cái niệm này lên thì gần như là có sự đánh đổi. Mong người ta chết ở đây, gia đình họ giàu, mình được chút tiền 5-3 tỷ họ cúng cho mình. Cái tâm này không phải là thực sự an ủi họ. Tâm này là tâm lợi dụng. Mà khi có tâm lợi dụng này khởi lên là nó phản tác dụng liền. Phật lực không gia trì cho mình có một cái sức để chuyển nghiệp cho họ. Cho nên ngài Lý Bình Nam ngài nói là đến nhà người hộ niệm là không được ăn uống, nhận quà, miếng trà cũng không được uống, uống nước trong. Nhưng mà căn nhà của quý vị làm sao mà hộ niệm 24/24 được? Ban hộ niệm cũng phải về lo cuộc sống của họ, họ đi ăn, đi uống, họ phải chia ca, mà gần chết thở lên, hấp hối thở lên họ mới chạy tới. Chứ còn bình thường 20 mấy ngày như cô Hiên Hương Trúc làm sao mà họ niệm Phật nổi. Cho nên chúng tôi vẫn cứ mong mỏi, mong muốn làm sao trong chùa có được cái phòng hộ niệm, mà có ban hộ niệm làm tại đó. Đói cái ra có nhà bếp chùa ăn liền, không phải làm phiền đến gia đình họ nữa. Thì đây là một cái cơ hội, cái điều kiện tốt nhất. Bây giờ bao nhiêu ban hộ niệm chúng tôi thấy bắt đầu mỏi mòn, rớt hết. Mới ra phong trào ào ạt khủng khiếp, giờ còn lại một số ban thôi nhưng mà cũng rời rạc, bởi vì tới gia đình của họ nó không đủ điều kiện cho họ làm. Cho nên thành ra chúng tôi thấy sở dĩ mà đất đai trên này nó mất, Phật tử người ta tập trung vô là người ta nhắm vô cái phòng hộ niệm chúng tôi. Nhưng bên cạnh đó thì có một số người, người ta cũng lợi dụng, thấy người ta có nhu cầu cho nên họ bán cái giá nó kinh khủng quá. Hồi nãy đi ngang qua thấy giống như là sàn giao dịch bất động sản treo bảng tùm lum hết. Có miếng đất bán liên lạc số điện thoại sát Tịnh Thất, cái chỗ nào mà gần Tịnh Thất là mắc nhất. Cho nên hình ra mẹ của chú Nhật, chú Quảng Tịnh này nói một câu mà chú nói lại chúng tôi cảm động. Con ơi, buôn bán làm ăn lời lỗ gì đó ở bên ngoài ở Sài Gòn chứ đừng có lên chùa buôn bán nha con. Chú này có hai căn nhà cho ban hộ niệm ở không? Căn sát cái cổng chùa đây cũng cho ban hộ niệm một số các cụ. Xuống tuốt dưới kia qua đường bên kia cũng mua căn cho ở, mà ở cái nhà chút xíu một xíu. Cho nên cái lúc mà lâm chung mà gia đình mình nghe theo lời mình á, thì ngay bây giờ mình phải mở văn sao lời khai thị của Ấn Tổ cho họ nghe, pháp môn niệm Phật cho họ nghe về hộ niệm, thì gia đình mình bắt đầu nó an định ở trong đó, nó tin tưởng cái lời của Ấn Tổ. Thì có một cái gia đình đó họ không có hiểu đạo gì cả, viết thư đến khổ quá, mà mỗi lần viết thư đến là Ấn Tổ gửi cho một cái bộ sách, đưa bộ sách văn sao về. Cả gia đình bữa ăn cơm nào sáng trưa chiều, nếu mà không ba bữa được thì một bữa, đọc trong đó từ từ. Ông già là ông cha, ông nghe từ từ, từ 3 năm sau ông chấp nhận cái vấn đề hộ niệm, biết cái cách hết rồi. 3 năm sau cả gia đình đưa ông cụ đi ngon lành. Tức là ngay bây giờ mình không có duyên để lên gần Tịnh Thất có phòng hộ niệm, thì mình biến cái gia đình mình trở thành phòng hộ niệm, một cái ban hộ niệm, và cái nhà mình là phòng hộ niệm.
Muốn như vậy thì bây giờ mình phải đọc cái lời của tổ khai thị về hộ niệm. Những vị nói về vấn đề hộ niệm, mình phải cho gia đình mình hấp thu cái tâm trạng, cái ý niệm đó, để lúc ra đi không ai chống trái. Cho nếu mà lúc ra đi chỉ có một người trong đó chống trái là coi như thất bại. Vừa tắt hơi một cái là mời mấy thầy đến liền ngay tức khắc để mà coi ngày giờ liệm. Thầy đó kêu liệm trước 4 tiếng thất bại. Con này con mất từ 1 giờ 46 phút sáng hôm qua đến bây giờ là hơn 24 tiếng. Đâu có hôi thối, đâu có bị gì đâu. Nhiều người kêu qua khỏi 8 tiếng là tử khí nó ra, là cả chùa bệnh, cả nhà bệnh. Bởi vì khi mà cái thân của họ mà nó cứng, nó thúi, nó dơ, nó hư là do cái tâm linh đó nó quá là ác, nó quá là phiền não, nó quá là khổ đau. Cho nên nó chiết ra cái mùi như vậy. Mình còn sống cũng thế, cái người mà tâm thanh tịnh, người mình không nghe mùi hôi. Thì cái lúc mà họ ra đi mà họ được nghe câu Phật hiệu thì cái mùi hôi đó nó sẽ biến, là do cái tâm lý họ đã an trụ câu Phật hiệu cho nên thân họ không có hôi. Quý vị tin điều này không? Chúng tôi tin. Nên nó khoa học. Có nhiều người kêu quá 8 tiếng rồi ai cũng mềm. Nếu không niệm Phật thử coi, hai mấy tiếng cũng là cứng. Mà có niệm Phật 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng là tự nhiên nó mềm, là cái tâm họ buông cái thân ra. Nó không có chấp nhất trong đó nữa. Và tất cả trong thân họ được gia vị bằng một câu A-di-đà Phật. Bắt đầu thân nó nhuận, nó tươi ra. Bình thường con người mình cũng vậy, đang còn sống mà thường xuyên niệm Phật là vẻ mặt mình nó khác. Thường xuyên bực bội là vẻ mặt mình nó khác, thân thể mình nó khác rồi. Thì lúc lâm chung nó cũng như thế thôi. Nhiều người người ta nói làm gì mà mới có 8 tiếng, 12 tiếng rồi bẻ cho nó mềm xuống rồi hô lên là niệm Phật mềm, tôi không tin. Họ nói niệm Phật đâu mà họ tin. Mà tỉnh thất hôm nay thì cũng không có, theo như trong lời khai thị Ấn Tổ, không có chú trọng vào cái chỗ mà dò khám tay chân mềm mại nữa. Làm cái nhân hộ niệm cho họ tốt. Vì có một số người người ta sẽ hỷ bán khi mình thấy những cái điều tốt mà tâm họ quá xấu, cho nên họ nói chuyện nó lừa bịp thiên hạ. Niệm Phật đó, rồi bắt đầu kêu tay chân mềm mại vãng sanh rồi đưa lên để lừa bịp thiên hạ. Ngài cũng không có cho phô trương nhiều như thế. Cho nên cái điều mà Ấn Tổ nói là lúc lâm chung mình an ủi với người ta được, bây giờ mình phải gieo cho họ cái nhân. Gia đình của mình phải cho đọc văn sao, đọc những điều hộ niệm, từ từ họ thấm lần. Thì cái lúc lâm chung mình an ủi, mình nhắc lại lời của Tổ, cái họ nghe họ chịu. Thì có những gia đình người ta thành công rồi đó. Bây giờ có bao nhiêu con người này thôi, thì còn biết bao nhiêu con người họ muốn hộ niệm cho gia đình họ mà họ không có nhân duyên về đây. Thì lên trên trang web kéo những cái lá thư nào mà nói về hộ niệm có Ấn Tổ đó, mình từ từ đọc cho gia đình nghe lần lần. Thì đó là cái điều chúng tôi nhắn nhủ đối với các bạn xen như thế. Cái thứ hai đó là khiến cho bệnh nhân sắp mất sanh lòng chánh tín. Chánh tín là tin như thế nào? Thứ nhất là tin mình có Phật tánh, mình niệm Phật sẽ làm Phật được, là tin mình, tin tuyệt đối. Nhưng mà nếu hiện tại này không niệm Phật, không nung đúc cái niềm tin này, thì lúc đó trong thời gian ngắn ngủi không đủ sức chúng ta hàm dưỡng và vung bồi cái niềm tin đó. Nhưng mà sở dĩ người ta tin được là do đời trước người ta có hàm dưỡng, đời này người ta cũng có tích trữ vung trồng cái niềm tin. Tin tuyệt đối mình có Phật tánh, tâm mình với tâm Phật không hai. Nhưng do phiền não quá sâu dày nó che lấp mất cái Phật tánh của mình. Bây giờ đây là cơ hội bỏ cái báo thân sắc thọ tưởng hành thức này, chỉ còn một cái đó là tâm mình, là thủy giác, niệm câu Phật hiệu là bản giác. Và tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là đúng sự thật, cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Vì sao gọi là Tây Phương Cực Lạc? Vì bên đó nó không có nỗi khổ, sự khổ, tiếng khổ không có. Người ta an vui đến cùng cực, cho nên gọi là Cực Lạc.
Và hiện tại Đức Phật A-di-đà đang thiết pháp bên đó. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng, chứ không nói bóng, nói gió, nói lý, nói sự gì trong đó, để chúng ta phải nghi ngờ. Xử lý nó viên dung như thế, tin tuyệt đối lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Cho nên cái lúc mà mình khai thị cho họ, cho họ có cái chánh tín mới là cái chuyện quan trọng. Tin tuyệt đối niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Tin tuyệt đối tự lực của mình niệm Phật, cộng với lại Phật lực, nó sẽ chuyển nghiệp lực. Chắc chắn tin như vậy. Mà nếu mà hiện tại họ có vung trồng cái niềm tin rồi, cái lúc gặp thiện hữu chi thức khai thị là họ an định trong đó tuyệt đối luôn. Còn lúc bây giờ không có chịu vung vén cái niềm tin thì lúc đó khai thị nghe trớt trớt bên ngoài vô không nổi. Cho nên cái người khai thị là thiện hữu chi thức đó có niềm tin tuyệt đối với Đức Phật Di Đà, và bản thân cái người đó cũng phải có niềm tin tuyệt đối với Phật Di Đà, và có niềm tin tuyệt đối với câu Phật hiệu, gọi là tin tự và tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tin sự là tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, hiện tại Ngài đang thiết pháp bên đó. Do ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức nó che, ấm là che đậy, năm cái sắc thọ tưởng hành thức nó đang che đậy, cho nên mình không có nghe Phật Di Đà thiết pháp, không thấy cảnh giới được của Phật. Bây giờ cái cơ hội bỏ cái ngũ ấm, xả cái ngũ ấm này ra rồi, cơ hội chỉ 10 niệm vãng sanh. Nếu mà tin tuyệt đối. Cho nên khai thị cho họ cái chánh tích, cả một vấn đề. Cô này là thôi, cô tin tưởng, cô đi hộ niệm, tin tưởng đến cùng cực, mà cái lúc mà ra đi thở không nổi với ngủ không nổi mà đòi giọt ra khỏi phòng hộ niệm là biết cái tính tâm rồi. Cái lúc bình thời hàm dưỡng nó cũng kém, cho nên đụng chuyện rồi nó quớ làng, chịu không nổi. Cho nên Ấn Tổ khai thị cho cái người lúc lâm chung, người khai thị cái chỗ này là thiết yếu nhất. Không cầu hết bệnh. Nếu cầu hết bệnh thì ý niệm mà cầu hết bệnh đó, nó không cầu vãng sanh nữa, nó nhường cho cầu hết bệnh rồi. Mà khi cầu hết bệnh, thọ mạng hết rồi, cái cầu này nó cũng vô vị, không đáp ứng được, nó vẫn chết, mà nó mất luôn cái phần vãng sanh. Còn nếu mà bỏ đi ý niệm cầu hết bệnh, chỉ cầu vãng sanh, thì thọ mạng này nó còn, thì nó kéo dài, nó hết bệnh. Mà thường cái người mà cầu nguyện vãng sanh, nó có một cái công đức phước báu thù thắng, có thể nó kéo dài thọ mạng được. Thẩm sâu trong tâm lý mà cứ nghĩ đến bệnh, cầu hết bệnh thì cái bệnh này nó càng nặng. Tâm tưởng sự thành nghĩ gì ra đó. Ông đó ông vẽ con ngựa mà ông nghĩ suốt ngày con ngựa. Bữa trưa ông vô trong mùng ông nằm, bà vợ vẹt ra thấy ông đang ngủ trưa mà cái con người ông thành con ngựa luôn. Bà vợ mất hồn sợ vẹt cái màn xong bỏ chạy ngựa. Ông giật mình ông thức dậy ông hỏi làm gì ngựa. Kêu hồi nãy tôi thấy ông là ngựa mà. Vì suốt ngày ông cứ nghĩ con ngựa, ông vẽ làm sao để ông nhập tâm vô con ngựa, cuối cùng thân ông biến thành con ngựa. Mà bình thường vậy thì biến chưa được, do cái thức ông còn giữ con người. Mà khi vô ngủ rồi tự nhiên cái thức nó biến cái thân thành con ngựa luôn. Đang còn sống chứ không phải là chết nó đọa lạc thành con ngựa mình không nói. Đang còn sống mà nó biến cái thân này thành con ngựa, mà bây giờ thấy rõ ràng mà ông đâu có tin đâu à. Lúc đó cái thức ông chìm vô trong con ngựa, cả thân ông, cả tâm ông, một khối là con ngựa. Như thường con người mình chết nó vào lòi súc sanh thì nó mới biến dạng, nhưng mà còn sống mà vẫn biến dạng do cái tâm tưởng ông quá mạnh đi, ông tưởng quá mạnh. Mà lúc đó mình chỉ có tưởng rằng là hết bệnh, mình cứ tưởng rằng là bệnh thì cái bệnh này nó gọi là tâm tạo ra nghiệp, thì nghiệp nó trói buộc lại tâm. Lúc đó không tưởng bệnh nữa mà tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, muốn vãng sanh. Phải khai thị cho họ hiểu được điều này cả một kỳ công. Hằng ngày họ tưởng đến cái thân, họ tưởng hết bệnh, họ sợ bệnh nó thành khói rồi, cái lúc đó mà kêu họ tưởng đừng có bệnh đâu phải dễ. Đúng không? Đây là một loại, đây là một loại tâm lý mà siêu tâm lý. Nếu quý vị học tâm lý đại học ngoài đời nó cũng không phân tích đến chỗ này nổi. Chỉ có Đức Phật mới đạt được cái chỗ gọi là siêu tâm lý, vượt ra khỏi đối đãi.
Cho nên cái niềm tin để cho mình đạt được chánh tín, khuyên cho họ chánh tín. Mà khi họ có chánh tín rồi họ mới có chánh nguyện, mà khi họ có chánh nguyện rồi họ mới có chánh hạnh. Chánh hạnh đó là niệm Phật. Chánh nguyện đó là một đường duy nhất trực chỉ về Tây Phương Cực Lạc, không có con đường thứ hai. Không mong cầu hết bệnh. Mà muốn như vậy thì hiện tại bây giờ họ phải chỉ có một mực, đó là nguyện Tây Phương vãng sanh, không có nguyện làm cái gì khác. Nó nung đúc, nó hàm dưỡng cái ý niệm đó. Khi thọ mạng họ hết, mà khi thọ mạng họ chưa hết, họ hàm dưỡng đủ tín nguyện rồi, Phật vẫn rước họ. Đủ tín nguyện, niệm họ chưa nhất tâm bất loạn mới thành phiến thôi. Mà do họ đủ tín nguyện rồi họ vãng sanh. Bởi vì vãng sanh được hay không là do tín nguyện. Thọ mạng chưa hết, như cái bà già bà quá khổ, con cái coi như là mạc đãi bà, bà chịu không nổi, bà muốn chết mà bà chết không được, phải trả nghiệp cho nó chứ chạy đi đâu thoát được. Chỉ có niệm Phật hiệu về Cực Lạc mới thoát được, mới giải nghiệp được. Ông thầy ông kêu thôi bà bán cái khổ cho Phật Di Đà đi. Nếu mà bà bán là bà đâu giữ làm chi nữa, phải không ạ? Ví dụ mình có tiền, mình có món gì đó mình bán cho người khác đi, rồi mình đưa cho người khác, rồi mình đâu giữ làm chi nữa, đúng không ạ? Ai biểu giữ bo bo làm chi? Đừng có giữ ý niệm đó nữa, có giữ câu A Di Đà Phật đi là bà an vui, bà nghe mà phải niệm mất 3 năm. 3 năm là giỏi hơn mấy bà già. Mấy bà già ở đây có bà 7 năm mà cũng ngồi lì đây, có vãng sanh đâu. Bởi vì mấy bà ở đây bà không có bán cái khổ cho Phật Di Đà mà. Bo bo giữ tiền, giữ chỗ nằm, giữ mua cái quần, đôi dép gì đó, không chịu bán mà. Nghe câu đơn giản, ông nói một câu mà tự nhiên bà già này hiểu. Nó quá đơn giản, cái câu nói nó thông dụng. Thôi bà bán cái khổ này cho Phật Di Đà đi, Phật Di Đà cũng nhận liền. Cho bà bán cho người khác, người khác không nhận đâu. Bà đến mà nói cho người ta cái khổ của bà đó, người ta càng khổ, mà người ta càng xúi bà đi làm bậy, bà chết sớm. Có cái khổ gì đừng có chia sẻ với ai, chia sẻ với Phật Di Đà. Họ không đủ khả năng giúp mình đâu. Không phải mình xem thường họ, nhưng mà họ cũng phàm phu như mình, họ giúp gì mình được. Mình chỉ gì? Niệm Phật, bán cho Phật. Họ chỉ giúp những cái chuyện ăn mặc ở bệnh bên ngoài rì rì. Nhưng mà cái lúc mà lâm chung ban hộ niệm đó, mình với họ cùng lúc niệm Phật, là họ với mình bán cái khổ Phật Di Đà giùm mình, đúng không? Chứ còn nói cái chuyện gì đi nữa là cũng không có giải quyết được. Có nhiều người bệnh, có cái ông đó quá giàu, mà thường mấy người giàu hưởng phước là tại nghiệp. Giàu quá làm gì? Ăn uống chơi bời tứ đổ tường, quýnh bài, nó dập cái ung thư phổi, hút thuốc nhiều quá. Cái cuối cùng cái bác sĩ tuyên bố 3 tháng nữa chết. Thì bạn nhậu, bạn quýnh bài, bạn này bạn nọ đến thăm, nói anh à, nhà anh giàu có quá rồi, bây giờ anh đi của anh để lại cho ai vậy anh? Ông nghe cái ông điến lòng, càng khổ đau. Nói về cái chuyện của cải, ông làm quá khổ cực, bây giờ giàu có, bây giờ đi để lại cho ai? Kêu để lại cho con tôi, vợ con tôi cho ai? Kêu vợ con của anh có những đứa nó chưa đám cưới hết trơn, anh đi vậy rồi ai làm đám cưới cho nó anh? Chú ông cần giật mình nữa chứ. Anh kêu bắt đầu là ông nói chơi chơi, anh kêu thôi vợ anh đi rồi để cho tôi anh. Trời ơi, ông điên rồi. Coi như là ông nghĩ đến mấy câu đó, tức là tự thân đang phiền não mà người ta dập phiền não vô thêm. Vô thăm nói vậy. Ông đến nhờ bác sĩ nói là ung thư thì tôi không dám bảo đảm 100% đâu. Đã nói ung thư rồi, anh thấy có ai sống được tôi hết, tận lực chi thân mạng, phước chủ may thầy tôi cứu thôi, chứ tôi không dám chắc. Ung thư là chết, bác sĩ cũng nói thế thôi. Thuốc nam thuốc bắc gì cũng nói, mà cứ càng nói như vậy thì cái tâm nó càng cuồng loạn, ngủ không được, mặt mày xanh nhớt xanh nhơ, tức là chưa đến cái lúc cái thân này nó hủy mà cái tâm này nó phá nát hết, chịu không nổi. Gặp cái bà đó, bà bán giấy số, bà vô bà nói tôi lên Tỉnh Thất Quan Âm, tôi thấy những người người ta cũng ung thư mà người ta không có bị khổ như ông, thôi bây giờ đừng có cho người ta vô thăm nữa, tôi với gia đình chỉ ngồi niệm A Di Đà Phật, ông quên hết đi, ông chỉ niệm Phật ông sẽ ngủ được, ông khỏe. Bây giờ bao nhiêu tháng nay ông cũng gặp những người đó, ông giải quyết được cái gì đâu.
thôi bây giờ ông nghe lời tôi, ông niệm Phật, tôi đâu có lấy ông đồng nào, tôi nghỉ bán giấy số á. Vô bà an ủi, nó khai thị. Bình thường thì ông này ông nhìn bà bán giấy số đó là thôi, ông cho, không cho vô nhà, ông xem thường. Mấy người giàu là người ta hay cống cao, hưởng phước mà ngã mạng. Cuối cùng bà vô là gia đình đồng ý, bởi vì thấy ông quá khổ ăn ngủ không được, kêu bây giờ ông cứ tin niệm Phật khoảng 3 ngày đi rồi đừng cho bạn bè vô thăm. Nếu mà bạn bè vô thăm mà nói cái kiểu này là tôi không chịu đâu, tôi không có làm được. Trời, bữa nay bà lên bà học trong này, bà về bà đó bà xuất chiêu chứ. Đường đi qua Cà Rông Nghê Nô vậy, đi qua Băng Mê Thuột. Chúng tôi đi qua Băng Mê Thuột mấy năm trước thì đi nghỉ ngang, nghe cái người con kể lại nữa chứ. Bà già vô bà ngồi bên niệm Phật, ông này bắt đầu an trong câu Phật hiệu. Không nghĩ đến cái chuyện con mình để lại cho ai, vợ để lại cho ai, tiền để lại cho ai, tài sản để lại cho ai, thân này bệnh rồi có chữa được hay không, không nghĩ gì hết. Chỉ niệm Phật cái bắt đầu nó an ở trong đó. Một bà già bán giấy số đến khai thị được. Hôm nay quý vị đến khai thị được không ạ? Lúc họ vô đường cùng mình tới mình nói họ nghe. Mà bản thân bà già này bán giấy số, bà niệm Phật tốt, cho nên bà mới có tính tâm vào câu Phật hiệu, bà mới dám gan dạ vô bà nói. Còn mình yếu không vô đâu, không dám vô. Đó là niềm tin. Niềm tin với bà cụ này khiến cho họ có được chánh tín, không phải là đơn giản. Bản thân mình phải có chánh tín. Muốn có chánh tín đó là phải vun trồng hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, trong đó nói về cảnh giới hành nguyện của Đức Phật A Di Đà. Hàng ngày phải niệm câu Phật hiệu, phải có niềm tin, rồi mình có sẵn cái vốn đó rồi mình mới đem đi cho người ta được. Nếu mình chưa có cái vốn đó thì mình không thể nào lấy đi cho người ta được hết. Tiền bạc cũng như là niềm tin trong tâm linh thế thôi, giống nhau thế thôi. Cho nên là đã ấn tổ cái khai thị cái chỗ thấp thiết cái chỗ này. Đối với phất báu lợi tha là không ngần ngại, đủ duyên là làm nhưng không phan duyên. Dầu cho chuyện nhỏ nhất, xếp cái ghế cho người ta, nấu một buổi cơm cho người ta, đại chúng nhờ hy sinh làm liền, phước báu lợi tha không bao giờ từ nan. Nhưng mà riêng hàm dưỡng cho mình có được một cái nội lực công phu là phải ẩn dật hàm dưỡng vài chục năm. Cái đó là chính. Cho nên quý vị đọc vào trong văn sao Ấn Tổ, có người hỏi Ấn Tổ là có hai người, một người là chuyên môn đi giúp đời, cứu đời, đi làm phước lợi tha, không có quay vào để hàm dưỡng công phu. Và một người người ta hàm dưỡng công phu, thì hai người này người nào tốt hơn? Thì Ấn Tổ nói cái gốc cái người mà quay giờ hàm dưỡng công phu vẫn là tốt hơn. Khi họ hàm dưỡng công phu, họ có được một cái niềm an lạc nơi tự thân họ rồi, họ có cái pháp lạc rồi, họ đi đem cho người khác thì lợi họ và lợi người. Còn cái người mà bây giờ chưa có tự lợi, chưa có hàm dưỡng, không có công phu, không có pháp lạc, đi ra làm Phật sự bên ngoài coi chừng bị phiền não. Bởi vì bản thân họ không có pháp lạc, họ phiền não thì họ gây cho người khác phiền não thêm. Đó là cái lời khai thị thống thiết của Ngài. Nếu mà cái người mà đạt được công phu tuyệt đối rồi đó, họ ra họ làm đó là tùy duyên Phật bổ sứ, tam bảo gia trì cho họ đi á, thì lúc này lợi họ và lợi người. Mà thường những người đó họ cũng mất ít muốn đi ra. Cũng như Ấn Tổ 70 tuổi rồi, thế mà Ngài vẫn nói là sống uổng 70 năm tháng ngày chẳng còn mấy, như tù dẫn ra chợ mỗi ngày lần cái chết. Tạ tuyệt hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp, nếu hiểu lầm ngu thành mới là chân liên hữu. Tức là Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài đã hàm dưỡng, biết ngày giờ tự tại, muốn vãng sanh lúc nào vãng sanh mà vẫn như vậy. Giữ cái tự lợi để mà nắm chắc phần vãng sanh là chính. Còn cái duyên bên ngoài để lợi tha, đó là tùy duyên để mình đi làm Phật sự. Mà khi cái duyên nó đến rồi là tam bảo Phật Pháp Tăng cử mình đi. Còn mình phan duyên mình tự đi, nó sẽ trở ngại. Vì ngay chỗ đó mình không an ổn được, mình đi đâu nó cũng không an ổn. Mà ở cái chỗ đó mình không an ổn nó mới phan duyên, chứ mà ở đó an ổn thì phan duyên đi đâu nữa chi. Ngay cái gốc đó mà mình không an ổn thì đi đâu nó cũng sẽ là không an ổn. Cho nên có một số mấy thầy đi nhập thất, rồi đi hướng dẫn khóa tu, đi đây đi đó, thì mấy thầy đi chúng tôi hết lòng khuyên lơn, không được thì các thầy tự ý đi, chứ chúng tôi không có đưa đi. Không phải chúng tôi ích kỷ,
muốn giữ bo bo lại rồi không có muốn cho mấy thầy đi độ sanh, nhưng mà mình như con chim non chưa mọc lông cánh, rang đại bàng nó vũ cái mình chết, những con quạ đen nó vũ cái chết, xe xẻ nó giật cũng chết, chứ đừng nói vợ quạ đen. Biết xe xẻ không? Cho nên có cái ông đó, ông nói sao mà tâm trạng bây giờ cái nửa muốn đi độ sanh, nửa muốn tu, bây giờ tổ khai thị cho con. Nghe nói thôi, ông quên hết bổn đạo, quên hết chùa, quên hết mọi thứ đi, ông nghe lời tôi, ông hàm dưỡng 10 năm, 20 năm trở thành pháp khí rồi, Tam Bảo Phật Pháp Tăng sẽ đưa ông đi độ sanh. Ông nghe lời tôi đi. Nếu mà ông không nghe lời tôi nữa, tôi nói thiệt với ông, từ đây ông đừng gửi thư đến tôi nữa. Tôi với ông là cấm tuyệt, không ban giao. Trò mà không nghe thầy thì ban giao để làm gì nữa. Cái này có lá thư nghe, coi lại. Cho nên cuộc đời của Ấn Tổ, suốt cuộc đời ở trong linh nham chùa Pháp Vũ, ở chung với chúng, ẩn mình, không dám xuất đầu lộ diện. Ông từ ý như ông này vô sự sanh sự, lấy cái bài luận của ngài đăng đầu tiên gọi là Thích Thường Tàm, người ta mới biết, bắt đầu từ từ rồi mới làm cho ngài mất thời gian. Thư bận túi bụi soạn kinh soạn sách, tôi không đủ sức, tâm lực không đủ, mắt tôi thì yếu già rồi, đừng có gửi thư đến nữa. Nắm chắc phòng vãng sanh và vãng thủ. Thực ra quý thầy quý chú muốn đi làm, đi hành đạo phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật tốt, nhưng mà mình phải độ sanh cho mình. Mình độ những chúng sanh tham sân si ngã mạn nghiệp ái trong này cho nó hoàn thiện, nắm chắc phần vãng sanh rồi, lúc đó mình muốn đi đâu đi. Lúc đó không phải là mình khởi niệm nữa, mà gọi là Phật bổ xứ, Tam Bảo gia trì. Cho nên chúng tôi hôm nay thấy mấy thầy giữ điện thoại nhiều, chúng tôi thu lại hết 20 cái điện thoại, gom lại 10 cái, còn lại 10 cái đó là những cái bang phải nộp lại. Chính cái điện thoại này mấy Phật tử bên ngoài cứ réo rắc gọi mấy thầy đi miết. Chết là chết từ cái điện thoại này. Không có chuyện gì thì đừng gọi đến cho mấy thầy mấy chú nữa. Mình gọi đến như vậy đó, gọi là thà động ngàn sông đừng động lòng người tu sĩ, mang tội chết. Ở ngoài đời có thể là mình cha chú anh chị rồi nói nặng nói nhẹ, ngã mạn tật đố, rồi xem thường ở người đời thì không nói, mà xem thường những người tu sĩ, tội này lớn lắm. Chúng tôi vẫn biết có một số Phật tử lúc trước là có tín tâm với Tam Bảo, có tín tâm với Tịnh Thất Quan Âm, nghe không có rõ ràng, thấy trên mạng rồi nghe người này nói người kia nói tôi, chúng tôi chả ra gì mà chúng tôi vẫn hoan hỷ. Chúng tôi nói cái người này là giống bà Thanh Đề, hỷ bán Tam Bảo. Cái người mà hỷ bán Tam Bảo là cái tội, hỷ bán chồng, hỷ bán người đời thì nó đã tội nặng rồi, còn cái này hỷ bán Tam Bảo, đem cái tâm phàm phu của thế gian đối đãi với nhau, bắt đầu mang vô trong đạo, kêu con có quy y, con có hộ pháp, cuối cùng lại là đem cái tâm đó để mà đối đãi với nhau. Cái tội này lớn lắm. Cái tội này không hình tướng, không ai nói mình nghe, mình không sợ, cứ tạo, nói xấu chuyện thầy này cho thầy kia, chê thầy này với thầy nọ, rồi mấy thầy không hiểu nhân quả lại hù vô nói cho họ, để họ tiếp tục gieo cái nhân xấu. Thì chính mình tạo cho mình cái ngăn cách với Tam Bảo, mất cái hạt giống thiện lành đó mất. Thay vì mình không có biết gì Tam Bảo hết trơn thì mình không phạm cái tội này. Thay vì bà Thanh Đề bà không có mang gạo đến chùa để bà lặt từng hạt để bà cúng cho Tam Bảo, thì bà bình thường nhờ bà lặt từng hạt, bà kỳ công quá, mà cuối cùng là mấy thầy không đói hoài là bà lại hỷ bán Tam Bảo, đem cái tâm phàm đó vô Tam Bảo, cái là nó nghiệp nó nặng hơn ở ngoài đời nữa chứ. Vì Tam Bảo là một cái ruộng phước nó lớn, mình gieo cái ác nghiệp trong đó là cái ác nghiệp nó nặng. Chúng tôi nói không phải hù dọa quý vị đâu, mà chúng tôi nói để làm sao cái lòng thành kính này phải là chân thật. Thấy con kiến mình cũng cung kính, đó là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai, giúp cho một phàm phu thành Phật, phước báu vô ngần rồi, huống chi là trong một gia đình mình. Mà trong gia đình mình là mình cứ đối xử bằng cái tâm phàm, rồi đem cái tâm phàm nó vô trong chùa tiếp tục cũng đối xử như vậy luôn, chết rồi.
Cho nên Ấn Tổ lo sợ những người họ vô Tam Bảo rồi cuối cùng lại họ không có sợ nhân quả, họ gây ác khẩu, ác tưởng, ác nghiệp, đọa lạc như tên bắn. Từ từ đọc vào văn sao Ấn Tổ rồi tâm nó phục xuống, thấy người khác kính như Phật, kính như cha, như mẹ, như ông, như bà. Muốn như vậy là cái lòng thành kính mình mới có, nó mới kính được. Lòng mình khinh nhờn thì làm sao mà kính được. Thì chúng tôi giảng đến cái chỗ là phải khuyên cái người bệnh phải có chánh tính. Bây giờ cũng 1:30 rồi. Nãy là 5:30, bây giờ là 7:10. Thì chúng tôi đến 7:00 là phải ra phóng sanh rồi vô nhập liệm. Có chiều chủ nhật 1:30 thì mấy thầy phải sắp xếp xe cộ Phật tử đến, thuê xe để lên đài hỏa táng. Chiều trưa chủ nhật chúng tôi giảng xong là phải tiếp một số các Phật tử ở xa, chúng tôi không có đưa cổ lên đài hỏa táng được, chỉ giờ đưa cổ vào trong cái áo quan thôi. Hôm qua chú này tha thiết ông xuống, ông thỉnh, ông kêu thôi thầy có duyên đưa từ ở Sài Gòn cô Hương Trúc lên tới đây rồi, giờ thôi đưa cô vô trong áo quan. Giờ đây ra làm lễ phóng sanh xong rồi quý vị vẫn ngồi yên đó, quý vị ngồi thấy ở trong hộ niệm phát ra trực tiếp, nghe âm thanh cũng như trên toàn thế giới cũng thế, để mình khởi được cái tính tâm. Mình thấy người đi trước người ta có sự thành tựu, người ta có tính tâm với Tam Bảo, thì bây giờ mình phải học theo. Tịnh Thất Quan Âm hôm nay coi như là số lượng người đầy, nam cũng như nữ kêu thường trụ là bây giờ không nhận được rồi. Có chỗ thì ở vậy thôi chứ không có nhận thường trụ được nữa. Vì đăng ký tạm trú rất là khó mà họ phải có trách nhiệm với cái người đó. Và cái cơ sở nó cũng không có đủ cái cơ sở hạ tầng để lo lắng quý vị đầy đủ. Cho nên nếu có nhà trọ bên ngoài có điều kiện được mình xây dựng gì bên ngoài, cho bên này mấy thầy cũng tội nghiệp đi tu, bỏ cha bỏ mẹ bỏ hết sự nghiệp, hàng ngày cứ nấu ăn phục vụ miết cho Phật tử, không có thời gian công phu, cuối cùng cái là choảng nhau phiền đảo bỏ đi hết. Được chỉ có lợi Phật tử, mà cái gốc của quý thầy ở tại đây mình không giữ được, do không có công phu hàm dưỡng, làm việc riết phiền não bỏ đi là mất hết cả chì lẫn chài. Không có mấy thầy ở đây phục vụ thì làm sao Phật tử đến được, mình chúng tôi làm sao mà làm được. Cho nên giữ cái gì là giữ một cái, giữ quý thầy hàm dưỡng cho tốt, bớt tổ chức lễ lớn lại. Những nơi tổ chức quá đi đại chúng chịu không nổi, mệt ứ nự. Rồi vị này làm, vị kia không làm, sanh nạnh hẹ với nhau, rồi phiền não, cãi lộn, rồi bỏ đi. Do mình không có quản lý và sắp xếp cái quy trình của một cái bổn tự nó ổn định. Đừng có ham nhận vô cho đông, Ấn Tổ nói hơn 20 người là có vấn đề đó. Cái này nó quá tiêu chuẩn à. Ở ngoài đời họ tạo không biết bao nhiêu cái nghiệp rồi. Họ vô đây họ không chịu tu, họ xả trong này, họ báo trong này, họ làm ảnh hưởng trong này. Họ mang tội mà làm cho người khác lại vì liên lụy. Không phải mình chê trách họ không chịu tu, mà cái nghiệp nó quá dày họ không cưỡng lại được. Họ cưỡng không nổi. Trong tâm hàng ngày nó cứ phừng phừng nổi lên, mà nó gặp cảnh bên ngoài nữa là nó chịu chết. Nhưng cái chú đó ông kêu con tu 7-8 năm mà sao cái nghiệp ái nó không có thế nào hàng phục được. Thôi con về có vợ. Nói thẳng vậy, thì giờ có vợ chứ giờ sao? Chịu không nổi. Bên ngoài nó lại cám dỗ, xe xẻ lạng qua lạng lại, bên trong nó hừng hực, thì hỏi làm sao mà chịu nổi. Không có chịu niệm Phật, không chịu công phu nữa là thôi chết queo rau rồi. Nên nó gọi là ái bất trọng bất sanh ta bà. Ái mà không nặng là không vào đây. Ấn Tổ dè dặt cái chuyện này kinh khủng. Người phụ nữ ở cái cõi này cái nghiệp họ nặng dữ lắm.
Chi mà làm phụ nữ để có sanh đẻ trong này, cực thế. Tây phương cực lạc, thuần một người, thuần một loại giống người, không nam không nữ, tức là thân họ đã vượt ra đối đãi rồi. Nguyện lực Đức Phật như thế. Còn cái nghiệp báo của mình nó vô đây, nó làm người nam người nữ để sanh đẻ ra, nó khổ biết bao nhiêu mà kể. Giờ nó đã lỡ rồi như vậy thôi, bây giờ cái cõi vô sanh là cái cõi Tây phương cực lạc đi. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, nó không còn phải sanh nữa. Bây giờ cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni mời quý Phật tử đứng dậy chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm Mậu Tuất âm lịch, tại tỉnh Thất Quan Âm đã trợ niệm một ca, đó là cô Phật tử Hương Trúc, vợ cô chú Quảng Tịnh, người mẹ là cô Diệu Tính, hầu như là thường xuyên bao nhiêu năm nay hộ niệm ở tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như là phòng hộ niệm rất là tốt. Nhờ cái duyên lành như vậy cho nên thành ra cô Hương Trúc được Đại Đức Thích Giác Nhàn chủ trì tỉnh Thất Quan Âm và thầy Nhật Nguyện trưởng ban hộ niệm, thầy Nhật Nguyện phó ban và trong ban hộ niệm cật lực trong mấy chục ngày qua đã hộ niệm cho cô ra đi. Và cô mang một căn bệnh rất là ngặt nghèo, đó là bị ung thư ngực. Tuy nhiên bị ung thư nhưng mà cô không có đau đớn. Đến hôm nay thầy rất là hoan hỷ, bởi vì cô Hương Trúc rất là vâng lời theo chư tăng, nhất là Giác Nhàn khuyên nhủ, từ Sài Gòn lên lại cái nhà gần tỉnh Thất mà vô đây để ra đi. Đó là một cái tâm hiếu kính thân tôn sư. Một đời cô ta rất là hiếu kính mẹ, mẹ nói sao là nghe vậy, chồng nói sao nghe vậy. Đó là chọn bổn phận người vợ, nó có cái phước báu như vậy. Vì có cái phước báu chọn bổn phận của người vợ, giữ được gọi rằng là công ngôn dung hạnh tứ đức của người phụ nữ, có người con cho ăn chay từ trong bụng mẹ là chú Đức An đây, và một mực hiếu kính tâm bảo, nhất là vâng lời theo các thầy, nói sao nghe vậy. Cho nên thành ra cô ra đi rất là tốt. Vì vậy cho nên thành ra trước khi Giác Nhàn đi tổ đình Vĩnh Nghiêm, Giác Nhàn có khai thị lần cuối, cổ quyết định ở trong này để cổ ra đi. Vì vậy cho nên thành ra cơ hộ niệm này rất là đặc biệt. Đó là Giác Nhàn theo dõi sát từ cái lúc mà cổ bị bệnh ung thư mãi cho đến bây giờ. Đó là một cái nhân duyên nhiều đời, và nhất là giữ lòng thành kính với Tam Bảo, cho nên nó được cái phước báu như vậy. Vậy cho nên thành ra Giác Nhàn khuyên những bạn sen có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới đang online trực tiếp, cũng như là xem qua cái đĩa này, nên phát bồ đề tâm hiếu kính cha mẹ, hiếu kính thân tôn sư, tròn bổn phận của người vợ, tứ đức đó là công ngôn dung hạnh, giữ được bát đức đó là hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, thì lúc ra đi mình được một cái hoàn cảnh tốt đẹp, nhiều người hiếu kính quý mến mình, và đặc biệt Tam Bảo gia trì gia hộ để linh thức mình được về cõi an lành của Tây phương cực lạc. Nếu mà con đã theo Đức Phật A Di Đà về Tây phương cực lạc thì vẫn có được một cái khả năng để nghe Giác Nhàn nói. Thì Giác Nhàn nói những cái lời khai thị của Ấn Tổ vừa qua, thì thứ nhất bây giờ con phải giữ được cái tín tâm của mình, tin có Phật A Di Đà, tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không sai ngoa, tin mình có thể niệm Phật về với Phật được, và cơ hội con người mình về với Phật dễ hơn. Cõi trời họ hưởng phước sung sướng quá, địa ngục ngạ quỷ súc sanh họ quá khổ, cho nên họ khó có thể đi về những cảnh giới như Tây phương cực lạc. Con người là cơ hội lớn nhất. Vì vậy cho nên bây giờ nếu linh thức con còn quay quẩn ở đây chưa vãng sanh, bây giờ thầy cũng không có thiên nhãn biết được chuyện này, nhưng mà trong thâm tâm của thầy và đại chúng cứ nghĩ con là về Tây phương cực lạc, Đức Phật Di Đà tiếp dẫn con đi. Nếu chưa về được thì một mực trong dòng ở tại tỉnh Thất Quan Âm 49 ngày chưa có đi tìm thân khác, vẫn có cơ hội Đức Phật tiếp dẫn mình vãng sanh.
Cho nên hôm nay Thầy có vài lời bằng tất cả tấm lòng, và rất nhiều nhiều năm qua ít khi nào Thầy đến phòng hộ niệm để mà tiễn đưa một cái ca vào trong áo quan như vậy. Đây là một cái nhân duyên mà con gọi là chân thật văn lời làm theo, cho nên nó có cái phước báu như thế. Vì vậy hôm nay chú Cảnh là người đại diện cho gia đình ở lại đây để lo đức an, cho nên con yên tâm, mà Thầy cũng nhiều lần khuyên nhủ như thế. Mẹ chồng con cũng rất là tốt lo cho đức an, con yên tâm không phải lo lắng gì nữa cả. Và Quảng Tịnh là người hết lòng tạo phước cho con. Con nhớ là trước khi mà Thầy xuống Vĩnh Nghiêm là Thầy có nói Quảng Tịnh rất là khổ cực, phóng sanh làm phước bao nhiêu đó, phước đức hồi hướng cho con hết. Vì vậy cho nên hình ra là cái nguyện của con là muốn cúng dường chay tăng tại nơi cái nhà của con sau khi pháp hội. Thì lúc đó Thầy đáng lẽ đi về trên này, nhưng mà quý Phật tử giúp chú Quảng Tịnh cũng mời Thầy đến nhà con, cái nhà mà Thầy khuyên con đi lên trên này đó. Thì đến nhà đó cũng câu tụng một thời kinh, phóng sanh cúng dường chay tăng để hồi hướng cho con. Và những ngày trong thất vừa rồi Thầy cũng hồi hướng cho con. Đó là một cái phước báu nhân duyên rất thù thắng. Bây giờ đây thì Thầy nhường cái micro lại cho chú Quảng Tịnh có vài lời cảm tạ, sau đó sẽ lựa đưa con vào trong áo quan. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng già, kính thưa chư liên hữu đồng tu và Phật tử gần xa chứng minh. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 28 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, cũng là ngày lễ nhập quan của người bạn đời của con, Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Diệu Âm Hương Trúc. May mắn thay hôm nay đủ duyên lành, sư phụ lên đây thuyết giảng và chứng minh buổi lễ nhập quan. Chúng con thật vô cùng cảm động trước tấm lòng từ bi của sư phụ. Cả cuộc đời người đã hy sinh cống hiến đời mình cho Tam Bảo, hơn 30 năm nay bỏ chiếc áo phàm tục, mặc lên người chiếc áo cà sa giải thoát mà phụng sự chúng sanh, trải qua biết bao gian khổ thăng trầm để hoằng dương pháp môn tịnh độ. Dù có nhiều chướng ngại nhưng người vẫn mỉm cười bao dung và giải thoát. Sư phụ lúc nào cũng đưa bàn tay so dịu nỗi đau của chúng sanh, nở nụ cười hoan hỷ làm vơi bớt phiền lụy trong lòng chúng con. Từng lời pháp nhũ của ân sư tuy đơn giản mộc mạc mà gần gũi như dòng sữa ngọt ngào, im dịu làm tan chảy những nghiệp chướng sâu dày từ tâm thức của chúng con. Ôi ân giáo dưỡng một đời lên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni và chư vị Phật tử, nhờ có chút thiện căn phước đức và nhân duyên của đời trước mà Hương Trúc khi được sự chỉ dạy của ân sư đã phát tâm vào phòng hộ niệm, và được quý thầy, quý chú, quý liên hữu đồng tu đã tận tình chăm sóc, khuyến tấn, khích lệ với ánh mắt yêu thương và lời nói ái ngữ. Chúng con vô cùng tri ân sự nhiệt tình và chu đáo của ban hộ niệm, đặc biệt là biết ơn tấm lòng của sư phụ và quý thầy đã thường xuyên quan tâm khai thị, chia sẻ cho cô Hương Trúc vào những ngày cuối đời. Cuối cùng thì cô Hương Trúc đã ra đi nhẹ nhàng an nhiên với thánh hiệu A Di Đà Phật của đại chúng vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 27 tháng 7 âm lịch năm Mậu Tuất, và để lại thoại tướng mềm mại. Sư phụ thường dạy chúng con, ai cũng phải chết, chết không đáng sợ, mà chết đi về đâu mới là điều quan trọng. Cho nên những khi thuyết giảng, người thường nói câu: bâng khuâng suy nghĩ đã từ lâu, động lại trong tôi một mối sầu, không biết thân này từ đâu đến, và sau khi chết sẽ về đâu. Về đâu đây nhỉ, mong người suy nghĩ. Và ân sư đã khai thị, chỉ có về thế giới cực lạc mới giúp chúng ta vĩnh viễn thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi sanh tử. Vì thế chúng con ước mong rằng hương linh Diệu Âm Hương Trúc nương nơi oai đức của sư phụ cùng sự trợ duyên của ban hộ niệm sẽ được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ và toàn thể chư tôn đức được pháp thể khinh an, pháp duyên vô ngại, đạo thọ miên trường, trụ thế ta bà để hướng dẫn và giúp đỡ tất cả chúng sanh được sanh về thế giới cực lạc. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, dồi dào sức khỏe,
buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, kính chúc tất cả mọi người đời này đều được vãng sanh về cực lạc. Cuối cùng, chúng con thành tâm nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn hương linh diệu âm hương trúc được vãng sanh về miền cực lạc, dứt hết liền ác nghiệp trần lao, liên hoa chính phẩm đặng vào, chóng thành chánh giác tiêu dao đời đời. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Cũng rất nhiều năm qua, Giác Nhàn giao lại ban hộ niệm cho thầy Nhật Nguyện, thầy Nhật Nguyện với lại hơn 100 người trong ban trợ niệm. Ít có khi lên phòng hộ niệm, Giác Nhàn hôm nay thực sự rất là tán thán thầy Nhật Nguyện, thầy Nhật Nguyện, trưởng ban, phó ban và một số các thành viên trong ban hộ niệm đã đưa rất nhiều người ra đi nhẹ nhàng, nhất là cô Thương Trúc. Gương mặt hôm nay rất là hoan hỷ hơn cái ngày Giác Nhàn vô trước khi xuống Vĩnh Nghiêm để khai thị cho cô, chứng tỏ ra là cô đi rất là an nhàn. Cho nên hôm nay tại tỉnh Thất Quan Âm có cái ca hộ niệm này là cả gia đình đã hết lòng với Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo và có tính tâm với Tam Bảo, cho nên người thân khi ra đi nó có một phước báu như thế và để ra một thoại tướng rất là đẹp. Thì riêng đối với tỉnh Thất Quan Âm hôm nay không phải phô trương khoe khoang, có nhiều người kêu rằng hộ niệm rồi bẻ tay bẻ chân để mềm. Chúng tôi muốn tránh cái chuyện này mà Ấn Tổ cũng không có muốn phô trương. Kiểm tra thấy thoại tướng ấm trên đỉnh đầu và gương mặt hoan hỷ, đó là biểu tượng của người ta đi về cảnh giới lành. Còn cái chuyện mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cái đó là cái việc mà tự nơi bản thân của hương linh và trong ban hộ niệm biết được thôi. Cho nên thành ra chúng tôi nói gọi là sanh về cõi lành, không đọa ba ác thú. Đó là cái dịp may của lời của con người chúng ta. Bây giờ đây một lần cuối cùng Giác Nhàn khuyên gia đình không nên đau thương nuối tiếc. Bất cứ ai cũng phải chết, phải ra đi, mà cổ liệt ra đi báo trước tình hình đó là bệnh ung thư thì không có bác sĩ nào chữa được cả. Bệnh này gọi là bệnh nghiệp thọ mạng hết. Vì vậy cho nên thành ra gia đình không có nên trách khứ là sao không đi chữa. Thì bao nhiêu người ung thư trong này là bác sĩ buông tay và gia đình đồng ý hoan hỷ thì tỉnh Thất Quan Âm mới nhận vào, chứ không phải ép buộc người ta vào đây. Vì vậy cho nên thành ra là hôm nay cái nhân duyên gia đình có tính tâm với Tam Bảo và được ra đi, được chư tăng đầy đủ ở tại tỉnh Thất Quan Âm, và mọi Phật tử đều rất là hoan hỷ để tiễn cô chuẩn bị cái nhục thân này vào trong cái áo quan và đi lên đài hỏa táng vào chiều Chủ Nhật 1:30. Nhân nhàn cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, nhất là Đức Phật A Di Đà, phóng ánh ngọc hào quang tiếp dẫn đưa tâm thức của cô Hương Trúc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sau khi thành Phật rồi thừa nguyện tái lai hội nhập Ta Bà để thuyết pháp độ sanh và A Di Đà Phật, và cả đại chúng chúng ta đồng niệm Phật đưa vào. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương. Quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Bát. Hôm nay các gia đình Phật tử quảng tịnh phát Bồ Đề tâm bỏ 10 triệu ra để mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu nhọc ngọc ngà. Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị các cổ nhỏ lông viên xào nấu nướng đau đớn hoàng hoài sợ hãi trên ta. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu Phật hiệu vạn đức hồng danh A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ sáng suốt thông minh. Này tất cả các loài chúng sanh sở dĩ quý vị mang thôi loài xuất sanh là do đời quá khứ ba nghiệp thân cầu ý đã tạo ra nhiều nghiệp ác do tham sân si tạo ra, nhất là nghiệp lò si mê, cho nên mang thân loài xuất sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị được gặp bậc các bậc thượng thiện nhân đem các vị đem về ngôi tam bảo tịnh thất Quan Âm để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Sở dĩ quý vị mang thân loài xuất sanh là trong kinh dạy rằng nhiều đời quý vị đã mang thân loài người, người chết làm chim, chim chết là người chết làm cá chết làm người chết làm lương chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. May thay hôm nay được gia đình Phật tử quảng tịnh phát Bồ Đề tâm mua 10 triệu phóng sanh để hồi hướng cho Phật tử hương chúc vừa mới lâm chung ra đi và hồi hướng cho toàn thể quý Phật tử hiện diện có mặt tại tịnh thất Quan Âm đang trong phòng hộ niệm. Tâm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh cực lạc đồng kiến Di Đà đồng một có sanh Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi định thị biến sái tam thiên tánh thông bát đức lợi nhân tiên bát giới quảng trăm viên diệt tội tiêu kiên hỏi diệm hóa hồng liên. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát. Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ tử tỷ giả bát công đức thị đại tiên chân tiên tại chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô hoa tạng giới cá trung vua sứ bất siêu luân tỷ bất tẩy thủy diệu cực pháp thanh trần bất nhiễm trần bản các tự nghĩ quyên trừ nội ngoại đẳng địch tàn tràng sáng khô một nhi tán dương xuân khí cá ban nhi thành thịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trưởng quế thánh bà vô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất thiết kiến thập phương tinh kiên cấu hế tận quyên trừ võ sái pháp viên tất thanh tình này chú hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tình độ đà la ni. Nam mô a di đà bà già đa ta già đa ta di đi đô bà tỳ a di đi đa thắng căn bà tỳ a di đi đa đi ca lan đế a di đi đa đi ca lan đa già di ni già già na di đa ca lê ta bà ha ta ta già đa già đa điện đà na di đi đô bà A Di Đà Đa Thắng Cam Ba Tỳ A Di Đà Đa Đi Ca Lan Đế A Di Đà Đa Đi Ca Di Đà Già Già Na Di Đà Ca Lệ Na Bà A Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điện Đà Ta A Di Đà Đa Ba Tỳ A Di Đà
di đi đa đi ca lan đế a di đa đi ca lan ba gia di nì gia gia na chỉ ba ca lê ta ba ha này các loài chúng sanh kia ta người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ văn chánh pháp tình sao không hiện thiên chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thân. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lần đài nghe lấy những điều dạy rằng cả người trước lòng chẳng tưởng lắm nên đời nay chim đâm sầm mê tôi tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác. Mạng thần sông bờ đầy chán thường đô khổ lòng vây sừng có đờ được đâu dù là bay trước lăng sau lưới vây tan băng. Thà mời ta càng bớt cùng hôi ôn đoàn luôn đo dù kêu không ai thương ơn còn thân thân đấu vang son này muôn thần trên này người cầm chắc. Ta vì thường ngang quý và ngươi được thân còn đến đây lại được nhờ ăn thêm mà vậy ngươi kêu hơi đờ vi phạt sông dân lòng vi phạm vi năng hết lầm sắc. Nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phạt lưỡng bước chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phạm ly dược chung tôn này các loài chúng sanh vị quy tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phạt không đò địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phạt không đò ngà vị chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đò bàn sanh. Các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự thân miệng ý mà sanh ra hôm nay vãng tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tăng nam mô đa bảo như lai nam mô bồ tát như lai sáng tăng như lai nam mô hoàng tăng tăng như lai nam mô ly bồ ý nhất nam mô cam lộ vương như lai nam mô như lai quy mạng lễ a di đà phật ở vương tây thế giới an lành con nay xin ba người hoàng sanh cuối xin đơn từ bi tiếp độ nam mô thế giới đại từ đại bi a di đà phật 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 đà phật a di 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 đà phật Phật A Di Đà 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 Phật Phật A Di Đà 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 Phật Phật A Di Đà Phật.